cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Trần Vinh Cương, bi kịch của gia đình có nghịch tử và hậu quả của việc nương chiều. Có khi thi thể của Trần Vinh Cương được phát hiện không nguyên vẹn trên mặt hồ, thì cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành điều tra để tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Khi cảnh sát càng đi sâu vào tìm hiểu, thì họ đã phát hiện ra một âm mưu đen tối được dàn xếp từ trước bởi chính vợ của Cương và gia đình của nạn nhân. Vậy vì sao gia đình của Cương lại lập mưu để sát hại anh ta? Sự thật đằng sau của vụ án này là như thế nào? Vào sáng ngày 25 tháng 9 năm 2010, ở thành phố An Ninh, tỉnh Vân Nam, một công nhân vệ sinh dọn rác ven hồ đang đi làm bình thường như hàng ngày, thì phát hiện ra một túi vải bạt màu trắng đang bọc một vật tròn cỡ quả bóng rổ, đang bị chen lấp dưới đám thực vật thủy sinh. Khi người này vớt lên để kiểm tra, thì anh đã hoảng hốt vì nhận ra đó là đầu của một con người. Cảnh sát đã tiến hành trục vớt hồ để tìm kiếm các bộ phận thi thể khác của nạn nhân, tuy nhiên việc này gặp khó khăn do hồ rộng lớn và nước sâu. Các nhân viên cảnh sát đã sử dụng các thiết bị dưới nước và tàu thuyền để tìm kiếm, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của các bộ phận còn lại của nạn nhân. Dựa trên phần sọ được thu thập, thì cảnh sát đã xác định được nạn nhân là một nam giới khoảng 30 tuổi. Theo phân tích của các chuyên gia pháp y, thì nạn nhân đã tử vong từ khoảng 3 đến 4 ngày trước đó và bị đánh nhiều lần vào đầu. Nó đã gây ra những vết thương nghiêm trọng trên đầu. Bác sĩ pháp y phát hiện ra nạn nhân từng bị thương ở gáy trước khi chết, để lại một vết thương hình chữ V và phải khâu 5 mũi. Hiện tại thì nạn nhân còn chưa kịp tháo chỉ ở vết thương đó. Theo manh mối này, thì đội điều tra đã đến các bệnh viện và phòng khám trên địa bàn thành phố để tìm thông tin về bệnh nhân bị chấn thương đầu trong vòng 7 ngày qua, đồng thời tra cứu hồ sơ về các vụ ẩu đả. Trong quá trình phân loại các thông tin liên quan đến vụ án, thì các nhân viên cảnh sát đã chú ý đến một sự việc xảy ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 21 tháng 9 tại đồn cảnh sát khu Liên Nhiên. Hôm đấy thì có một người đàn ông đã lao vào đồn với vết thương đang chảy máu trên đầu và hét lên rằng: "Tôi đã bị đánh, các anh phải mau giúp tôi bắt được kẻ đó." Anh ta nói mình tên là Trần Vinh Cương, 29 tuổi. Cảnh sát sau đó đã đưa Cương đến bệnh viện để điều trị vết thương trên đầu, trước khi tiến hành liên lạc với gia đình của Cương để thông báo về tình trạng sức khỏe của anh ta. Khi đang ghi chép lời khai, thì vợ và chị gái Cương đã đến đón anh ta về nhà. Vợ Cương giải thích rằng vụ ẩu đả này chỉ là hiểu lầm lúc đang say rượu, nên không cần cảnh sát phải truy cứu. Đối chiếu biên bản trình báo vào hôm đó, thì cảnh sát xác nhận Cương có vết thương hình chữ V phải khâu 5 mũi, vị trí cũng giống với vết thương trên hộp sọ mà họ đã tìm thấy. Đội điều tra đã đến tìm kiếm thông tin tại nhà của Cương và gặp gỡ vợ của anh ta tên là Tưởng Đức Anh. Tuy nhiên, khi được hỏi về chồng mình, thì Tưởng Đức Anh cho biết rằng chồng của cô đã ra ngoài từ hôm 21 tháng 9 và chưa trở về. Hiện cô cũng không biết anh ta đang đi đâu. Sự bình tĩnh của Tưởng Đức Anh đã khiến cảnh sát nghi ngờ về vai trò của cô trong vụ án này, vì cô không hề bộc lộ bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào dù chồng của mình đang mất tích. Sau khi có được thông tin liên quan đến việc Tưởng Đức Anh có thể liên quan đến vụ án, thì cảnh sát đã tiến hành khám xét tại nhà của Cương. Trong quá trình khám xét, các nhân viên cảnh sát đã phát hiện ra một số vết máu bắn trên tường của phòng ngủ, đồng thời còn có dấu vết tẩy rửa, cho thấy rằng đã có sự dọn dẹp xảy ra ở đó. Sau khi thu thập các bằng chứng khác nhau, đội điều tra đã tiến hành đối chiếu ADN của con trai Trần Vinh Cương với mẫu máu được tìm thấy ở trên tường phòng ngủ. Kết quả đối chiếu cho thấy rằng ADN của con trai Cương khớp chính xác với các mẫu máu được tìm thấy tại hiện trường. Sau khi thu thập đủ bằng chứng và phân tích, cảnh sát đã đưa ra kết luận rằng Trần Vinh Cương đã bị sát hại và phân xác tại nhà của mình. Vợ của Cương, Tưởng Đức Anh, được xác định là nghi phạm chính trong vụ án mạng này. Sau khi bị bắt giữ và đưa đến trụ sở cảnh sát để thẩm vấn, thì Tưởng Đức Anh đã phải đối diện với các bằng chứng mạnh mẽ và không thể phủ nhận được. Trước sức ép của các bằng chứng này, thì Tưởng Đức Anh đã thú nhận một sự việc gây sốc. Cô ta nói rằng không phải chỉ có mình tôi giết Cương, mà còn bao gồm cả bố và chị của anh ta. Cả ba đã cùng nhau chi ra 6.000 nhân dân tệ để thuê một người tên là Phổ Vinh Hoa, bạn trai của chị Cương, người ra tay còn có bố chồng của tôi và Hoa. Thú nhận này đã gây ra sự ngạc nhiên và kinh ngạc cho các nhân viên cảnh sát. Nó buộc họ phải đưa ra nhiều câu hỏi về động cơ và các chi tiết khác liên quan đến vụ án mạng này. Vào ngày 26 tháng 9, đội điều tra đã tiến hành bắt giữ Trần Vinh Hội, là chị gái của Trần Vinh Cương. Trong đêm đó, Trần Cát Khuê, là bố của Trần Vinh Cương, cũng đã ra đầu thú về hành vi giết người và phân xác. Qua lời khai, ông Khuê vốn là chủ khách sạn ở quê và hiện đang có cuộc sống khá sung túc,
Trần Vinh Cương là con út và là con trai duy nhất trong gia đình. Từ nhỏ, anh ta đã được cưng chiều và chăm sóc đặc biệt, điều này đã ảnh hưởng đến tính cách của anh ta khi trưởng thành. Cương khi lớn lên đã trở nên ngang ngược, thường xuyên thể hiện bạo lực và có xu hướng lười làm. Khi lên 14 tuổi thì Cương đã gặp Đức Anh, người phụ nữ này lớn hơn anh ta 2 tuổi. Không lâu sau khi chung sống thì Đức Anh đã có bầu. Hai người muốn kết hôn nhưng lại chưa đủ tuổi đăng ký nên gia đình chỉ tổ chức một bữa tiệc để đãi khách. Vợ chồng ông Khuê vì thương con dâu bị mất bố mẹ từ nhỏ nên đã rất quan tâm và chăm sóc Đức Anh. Sau khi có con thì Cương đã bắt đầu đi làm ăn ở xa nhà. Từ đây thì anh ta đã giao du với những kẻ vô công dỗi nghề và lây nhiễm nhiều thói hư tật xấu từ bọn chúng. Khi trở về quê nhà thì Cương đã trở thành một nghiện cờ bạc và thường xuyên đánh chửi vợ con. Ngày nào anh ta cũng ra ngoài để đi ăn chơi, lúc hết tiền thì sẽ viết giấy ghi nợ cho bố của mình và cứ vài ngày thì lại có vài người đến nhà để đòi tiền. Vì không muốn gia đình bị bọn đòi nợ làm phiền và để giữ thể diện nên ông Khuê đã chấp nhận trả nợ giúp cho con trai của mình. Tuy nhiên, Cương lại không hối cải mà ngày càng đối đầu ác liệt hơn đối với mọi người trong gia đình. Anh ta đã nhiều lần dùng dao để đuổi theo bố của mình khắp đường phố chỉ nhằm mục đích là đòi tiền. Cương cũng từng khiến cho ông Khuê bị gãy một chiếc xương sườn. Chị gái cũng bị Cương cầm dao đến nhà để đòi tiền và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cô làm gì không vừa ý với anh ta. Gia đình cũng đã nhiều lần gọi cảnh sát nhưng anh ta chỉ bị tạm giữ và răn đe, rồi sau đó lại được thả ra và mọi thứ cứ quay về như cũ. Vào năm 2007, ông Khuê đã bán khách sạn và đưa gia đình đến thành phố An Ninh để sinh sống. Ông sau đó đã thuê nhà và mở một khách sạn nhỏ để kinh doanh. Tuy nhiên, Cường lúc này vẫn không lo làm ăn mà suốt ngày uống rượu chơi bời, đòi tiền vợ và nếu cô không đưa thì sẽ bị hắn ta đánh. Anh ta còn ngoại tình với nhiều phụ nữ và ngang nhiên đưa cả người tình về nhà. Không chịu đựng nổi tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần nên Đức Anh đã muốn ly hôn nhưng Cương lại không đồng ý. Sau khi Trần Vinh Cương tiêu tán toàn bộ tài sản của gia đình thì ông Trần Cát Khuê đã bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn. Ông buộc phải chấp nhận đi làm bảo vệ cho một công trường để kiếm sống. Điều này đã tác động nặng nề đến cuộc sống của ông khi phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt và phải đối mặt với những nguy hiểm tiềm ẩn dù ông hiện đã lớn tuổi. Độc ác hơn cả đó là Cương đã nghĩ ra việc đầu độc bố của mình để lấy tiền bồi thường từ chủ công trường. Hắn ta đã lén bỏ thuốc độc vào đồ ăn thức uống của bố vài lần, nhưng đều bị ông Khuê phát hiện mùi lạ trong thức ăn. Kể từ đó, ông Khuê đã hoàn toàn mất hy vọng vào người con trai duy nhất của mình là Cương. Không phải nó chết thì là tôi chết cũng không sao, chỉ tội nghiệp cho con dâu của tôi, ông Khuê nói. Vào cuối tháng 8 năm 2010, ông Khuê đã gọi điện cho Hội và Đức Anh để lập kế hoạch sát hại Cương. Sau khi bàn bạc xong, thì cả ba đã quyết định chi 6.000 nhân dân tệ để nhờ bạn trai của Hội là Phổ Vinh Hoa sát hại Cương, chấm dứt vĩnh viễn đau khổ của gia đình trong bấy lâu nay. Vào tối ngày 20 tháng 9, sau khi uống rượu cùng nhau, thì Hoa đã rủ Cương đi câu cá đêm ở hồ chứa nước. Lợi dụng lúc Cương không chú ý, Hoa đã dùng búa để gây án nhưng chỉ trúng vào gáy. Cương lúc này vật lộn thành công rồi bỏ chạy đến đồn cảnh sát để trình báo. Sau khi trở về từ đồn cảnh sát, Cương dường như phát giác ra chuyện mình bị tấn công có liên quan đến người nhà. Vì thế mà anh ta đã đe dọa rằng chuyện này nhất định tao sẽ làm rõ, nếu là do một trong các người làm thì tao sẽ giết cả nhà. Sợ Cương thực sự trả thù gia đình, sau khi đấu tranh tâm lý thì ông Khuê đã quyết định ra tay. Đợi đến rạng sáng ngày 22 tháng 9, khi Cương ngủ say trên giường thì Đức Anh đã mở cửa thông báo cho các đồng phạm. Ông Khuê và Hoa đã dùng gậy để đánh chết Cương rồi phân xác nạn nhân. Họ đã gói các bộ phận thi thể vào 4 túi rồi ném xuống hồ vào đêm ngày 23 tháng 9. Trong quá trình thẩm vấn thì ông Khuê cùng với Hội và Đức Anh đều tỏ vẻ như mình đã được giải thoát. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các tình tiết và bằng chứng liên quan đến vụ án, tòa án đã đưa ra kết luận rằng ông Trần Cát Khuê và Tử Thị Hoa đã tham gia và thực hiện hành vi giết người. Do đó, tòa đã tuyên phạt ông Khuê 15 năm tù và Hoa nhận 13 năm tù vì tội giết người. Bản án này đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về sự nghiêm trọng của các hành vi bạo lực và phạm tội, đồng thời cũng cho thấy rằng tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Riêng Đức Anh là vợ của nạn nhân không trực tiếp tham gia vào việc sát hại Cương nên chỉ nhận án treo 3 năm. Kỳ án về Don Sandoval, cánh tay có hình xăm nhô lên giữa sa mạc. Dù đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại và bị phản bội, nhưng Don Sandoval vẫn chưa bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống, cô vẫn luôn khát khao yêu và được yêu. Tuy nhiên,
trên hành trình tìm kiếm người đàn ông của đời mình, thì người mẹ của bốn cậu con trai này đã phải nhận một kết cục vô cùng bi thảm. Trong mắt những người xung quanh, thì một nữ y tá tên là Don Sandoval được nhận xét là người có tính cách vui vẻ, sôi nổi, làm việc có ý thức, cùng với đó là sống có trách nhiệm và là một người mẹ tận tụy. Don lớn lên ở thành phố Las Vegas, New Mexico, Mỹ. Chính ở nơi này thì cô đã gặp tình yêu đầu của đời mình, một người đàn ông tên là Rick. Cả hai đã yêu nhau từ thời trung học, cặp đôi này đã nhanh chóng kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp và Rick bắt đầu gia nhập vào lực lượng vệ binh quốc gia. Chẳng bao lâu sau thì Don và Rick đã vui mừng chào đón người con trai đầu lòng. Trong những năm tiếp theo thì hai cậu con trai nữa đã lần lượt ra đời. Nhưng rồi, một bi kịch đã ập đến với gia đình của họ sau khi con trai thứ ba đã không may qua đời lúc mới 10 tháng tuổi vì bị mắc kẹt giữa tấm đệm và thành cũi. Cái chết của con trai út đã tạo ra khoảng cách lớn giữa Don và Rick. Nỗi đau mất con cộng với chấn thương trong quá trình chiến đấu đã khiến cho Rick cảm thấy quá sức chịu đựng. Sự căng thẳng này cuối cùng đã khiến cho cuộc hôn nhân 5 năm của họ tan vỡ. Vào mùa hè năm 1999, Don Sandoval đã sẵn sàng cho một tình yêu mới khi được bạn giới thiệu với một thợ điện tên là Mike Encinia. Cô đã ngay lập tức bị thu hút bởi đôi mắt xanh quyến rũ và tinh thần làm việc hăng say cùng với lối sống đầy trách nhiệm của anh ta. Mike cũng tỏ ra say mê với người phụ nữ mới quen này. Một đám cưới đã diễn ra nhanh chóng vào năm sau. Hạnh phúc của họ càng nhân lên khi hai con trai sinh đôi đã lần lượt ra đời. Bạn bè cho biết rằng dường như Don đã có được những gì mà cô xứng đáng nhận được. Đó là một cuộc sống hoàn hảo bên Mike. Anh là một người chồng và là một người cha tuyệt vời. Nhưng rồi những rạn nứt trong mối quan hệ của họ đã bộc lộ vào năm thứ 9 năm của hôn nhân khi Don phát hiện ra chồng của mình đang ngoại tình. Mặc dù bị tổn thương nhưng Don vẫn đồng ý tha thứ cho Mike. Cô cũng muốn cho cuộc hôn nhân của mình có thêm một cơ hội. Nhưng thời gian trôi qua thì Mike vẫn chứng nào tật ấy. Vào năm 2017, vào sinh nhật lần thứ 46 của Don, thì Mike tuyên bố chia tay vợ để đến với một phụ nữ trẻ tuổi mà anh ta đã gặp ở một sòng bạc. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi thì mọi thủ tục ly hôn của cả hai đã hoàn tất. Bạn bè cho biết rằng sau một thời gian cân bằng mọi thứ thì Don đã trở lại vui vẻ như xưa và sẵn sàng cho tình yêu mới. Nữ y tá bắt đầu tham gia vào các trang web hẹn hò trực tuyến, bất chấp sự cảnh báo của bạn bè rằng cô nên cẩn thận vì sẽ không biết rõ đối phương thật sự là người như thế nào. Don lúc này thường xuyên nói chuyện với hai người đàn ông. Người thứ nhất tên là Billy, là một cảnh sát đang làm việc cách nhà cô khoảng 128 km. Người thứ hai tên là Anthony. Bạn bè nói rằng Don dường như đã phải lòng với Billy. Khi Don đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống mới thì bi kịch lại tiếp tục ập tới với cô. Vào sáng ngày 16 tháng 4 năm 2018, hai cậu con trai sinh đôi của Don thức dậy mà không thấy mẹ của mình ở nhà. Cuối ngày hôm đó, khi đi học về mà vẫn không thấy mẹ đâu, trong khi ô tô cùng với ví tiền và điện thoại di động vẫn để ở nhà. Lúc này thì hai anh em đã quyết định gọi cho dì của mình là Anita Sandoval để thông báo vụ việc. Anita đặc biệt rất thân thiết và hiểu tính cách của chị mình. Vì vậy, khi được các cháu báo tin thì cô đã ngay lập tức cảm thấy lo lắng và vội thông báo với cảnh sát. Sau khi tất cả người thân và bạn bè của Don đều cho biết rằng họ không thể liên lạc được và cũng không nhìn thấy cô, thì các nhà điều tra đã chuyển hướng tìm hiểu đến những người đàn ông xung quanh Don. Họ biết được rằng, ngoài hai người cô đang gặp trên mạng, thì Don cũng bóng gió về việc có thể quay lại với chồng cũ là Mike Encinia. Hai con sinh đôi của Don và Mike đã nói với cảnh sát rằng mình đã cùng với bố mẹ dành cả ngày cuối tuần bên nhau. Vào khoảng từ 22 giờ đến 22 giờ 30 phút tối ngày 15 tháng 4 năm 2018, thì hai người đã trở về phòng của Don. Vào ngày hôm sau, thì cả hai đều biến mất. Khi làm việc với cảnh sát, thì Mike thừa nhận cặp đôi này đã ở cùng nhau vào đêm đó nhưng nói rằng anh ta đã rời khỏi nhà của vợ cũ vào lúc nửa đêm. Mike cho biết trước khi anh ta rời đi thì hai người đã nói chuyện và Don cho biết rằng cô không muốn vội vàng trong việc tái hợp mà cần thêm thời gian suy nghĩ. Anh ta khai mình đã nhắn tin cho vợ cũ ngay khi về đến nhà. Cảnh sát sau đó cũng tìm thấy đoạn tin nhắn trên điện thoại của Don được gửi từ Mike lúc 0 giờ 29 phút với nội dung rằng Don, anh đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên em. Anh hy vọng chúng ta có thể sớm giải quyết mọi việc. Anh yêu em. Ngoài Mike, thì cảnh sát cũng xem xét tới hai người đàn ông khác là Billy và Anthony, những người mà Don đã làm quen trên trang web hẹn hò gần đây. Billy khai với cảnh sát rằng lúc đấy anh đang ở nhà cách đó khoảng 128 km. Trong khi đó Anthony cũng có bằng chứng ngoại phạm. Cả hai người đàn ông nói rằng mặc dù Don muốn có một mối quan hệ sâu sắc và nghiêm túc,
nhưng cả Billy và Anthony đều không xác định và cũng không hứa hẹn gì với Don. Các nhà chức trách chuyển sự chú ý trở lại Mike và biết rằng chỉ 4 ngày trước khi Don biến mất thì cô đã gọi cho 911 để báo cáo rằng bạn gái của Mike là Stephanie đang lái xe chở hai con trai sinh đôi của họ sau khi vừa hút cần sa. Cảnh sát sau đó đã chặn Stephanie lại và bắt giữ cô ta do lái xe trong tình trạng say xỉn. Người phụ nữ này đã bị tạm giam vì có lệnh truy nã cho vài tội danh nhẹ từ trước đó. Stephanie lúc này đang ngồi sau song sắt vào thời điểm Don mất tích, nhưng các nhà chức trách vẫn xem xét liệu người phụ nữ này có liên quan đến vụ việc hay không. Họ cũng đã bắt đầu kiểm tra bằng chứng ngoại phạm của Mike trong đêm vợ cũ biến mất và đã phát hiện ra một chi tiết bất thường. Đoạn camera giám sát trong khu phố cho thấy rằng Mike mặc dù đã trở về nhà vào khoảng 0 giờ 40 phút sáng hôm đó, nhưng chỉ 8 phút sau thì người đàn ông này lại rời đi và đến 2 giờ 51 phút mới quay về. Dữ liệu điện thoại cho thấy vào thời điểm đó Mike đã để điện thoại ở nhà, còn mình thì lái chiếc xe tải để đi ra ngoài. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2018, người dân khi đi xe đạp ngang qua khu vực hoang vắng thuộc vùng sa mạc phía tây Rio Rancho đã vô tình nhìn thấy một cánh tay có hình xăm nhô lên khỏi mặt đất. Thi thể sau đó được xác nhận chính là người phụ nữ đang mất tích, Don Sandoval. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy rằng nạn nhân đã bị đốt xác sau khi tử vong. Vì tình trạng phân hủy quá nặng nên cảnh sát không thể xác định được nguyên nhân chính xác cái chết của cô. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn có thể khẳng định đây là một vụ án giết người. Phát hiện này đã giúp cảnh sát có đủ cơ sở để xin lệnh khám xét xe tải của chồng của nạn nhân, cũng như ADN và dấu vân tay của anh ta. Khi kiểm tra chiếc xe, thì họ phát hiện một vết máu nhỏ và mẫu ADN mà sau này được xác nhận là của Don. Trong khi đó, ở cuộc phỏng vấn đầu tiên, thì Mike nói rằng Don chưa bao giờ ngồi lên hoặc sử dụng xe tải của anh ta. Vào tháng 11 năm 2018, 6 tháng sau khi tìm thấy thi thể của Don, thì Mike đã chính thức bị bắt vì liên quan đến cái chết của vợ cũ. Hai cậu con trai sinh đôi của Don và Mike cho biết rằng mình đã tình cờ nghe thấy bố mẹ cãi nhau vào đêm trước khi Don biến mất. Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, thì điều tra viên phát hiện vết xước cũng như vết bầm tím trên mặt và cổ của Mike. Những điều này cho thấy dấu hiệu của một cuộc vật lộn. Hắn ta khai rằng vợ cũ đã lao vào tấn công anh ta trước và vết thương này là do tự vệ. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng chúng không phù hợp với lời giải thích của Mike. Trước tòa, một người quen của cặp đôi đã làm chứng Mike từng có hành vi bạo lực với vợ cũ và không ít lần lạm dụng thể xác cũng như thường xuyên làm tổn thương cô. Công tố viên cho biết rằng Mike và Don đã có một cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm trước khi ly hôn vào tháng 2 năm 2018. Nhưng chỉ vài tháng sau khi đường ai nấy đi, thì người đàn ông này lại muốn hàn gắn với vợ cũ. Vào đêm ngày 15 tháng 4 năm 2018 tại nhà của Don, Mike đã tiếp tục cố gắng đưa mối quan hệ của họ trở lại như trước đây, nhưng đã bị cô từ chối. Cuộc tranh cãi sau đó đã nổ ra giữa hai người. Phía công tố cáo buộc Mike đã bóc cổ vợ cũ trong cơn giận dữ bằng những chiếc gối trong phòng ngủ. Khi phát hiện vợ cũ đã chết, thì người đàn ông này liền cuốn xác của cô trong một ga trải giường rồi bí mật đưa lên xe. Hắn ta sau đó về nhà trong một thời gian ngắn để bỏ lại điện thoại di động, sau đó chở xác cô vào sa mạc và phóng hỏa. Vào tháng 8 năm 2019, Mike Encinia đã bị kết án tổng cộng 18 năm tù, trong đó 15 năm cho tội giết người cấp độ 2 và 3 năm cho tội giả mạo bằng chứng. Hắn ta hiện đang thụ án tại cơ sở giam giữ Đông Bắc New Mexico. Kỳ án về bé Sâm, vụ án búp bê dưới đáy giếng và án mạng kinh hoàng của bé trai 14 tháng tuổi. Vụ án kinh hoàng này đã xảy ra cách đây 6 năm và từng gây rúng động dư luận cả nước bởi mức độ tàn nhẫn mà cho đến hiện tại, khi nhớ lại hẳn nhiều người cũng sẽ không thể nào quên. Một bé trai mới chỉ 14 tháng tuổi được phát hiện tử vong dưới giếng nước gần nhà. Một đứa trẻ mới chỉ biết bò nhưng lại được phát hiện tử vong dưới giếng nước cách nhà rất xa. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2015, như mọi ngày trước đó, vợ chồng anh Nguyễn Tiến, ngụ xã Thái Thịnh huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương, kết thúc buổi làm đồng và bắt đầu trở về nhà. Vì lúc này đã quá trưa, người cũng thấm mệt nên anh Tiến nhanh chóng ăn uống rồi đi tranh thủ nghỉ ngơi dù cho nhà đang có khách là người em gái đến chơi. Lúc này người em gái anh Tiến chỉ nhìn thấy anh chị mà không thấy cháu trai 14 tháng tuổi đâu nên đã hỏi thăm. Nhưng do trước đó, khi hai vợ chồng anh Tiến đi làm về rồi ăn cơm trưa và vẫn thấy con quanh quẩn chơi quanh nhà nên khi em gái hỏi, cháu Sâm đâu? Thì anh Tiến đáp rằng, chắc bé Sâm chơi xung quanh sân nhà và rồi anh đi nghỉ trưa. Thế nhưng anh Tiến không biết rằng, chỉ một phút lơ là chủ quan như vậy đã khiến vợ chồng anh hối hận cả cuộc đời. Sau khi nghỉ ngơi, đến khoảng hơn 16 giờ chiều cùng ngày, khi hai vợ chồng gọi mãi không thấy cháu Sâm đâu nên mới hốt hoảng kiếm tìm. Thế nhưng dù tìm kiếm thế nào,
vợ chồng anh cũng không thấy tung tích của con trai mình đâu. Một đứa trẻ đi chưa vững, mới chỉ biết bò nhưng bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn khiến vợ chồng anh chị không khỏi hoang mang. Sau khi tìm kiếm tất cả những nơi cháu bé có thể đến, những người có thể hỏi thăm, vợ chồng anh vẫn không tìm thấy con trai. Ủy ban nhân dân xã đã thông báo trên hệ thống đài truyền thanh để tìm tung tích về cháu bé. Vì mới 14 tháng tuổi không thể bỏ đi xa nên bố mẹ cháu đoán cháu bị bắt cóc và đã báo với chính quyền xã. Thông tin về cháu bé mất tích nhanh chóng lan khắp vùng quê vốn trước nay rất yên bình. Trạng vạng chiều, ông Trần Văn Lê ở xã Thái Thịnh huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã sang giếng nhà hàng xóm múc nước để cho heo ăn. Thế nhưng khi vừa thả gàu múc xuống giếng, ông cảm giác chiếc gàu nước vướng vào một vật gì đó. Ông Lê cúi đầu nhìn xuống lẩm bẩm trong miệng rằng, lạ thế nhỉ, ai đánh rơi gì xuống giếng à? Dù lúc này mới chỉ 18 giờ nhưng trời đã gần như tối om, ông nhìn qua thì nghĩ rằng là một con búp bê. Thế nhưng khi định cầm con búp bê lên để tiếp tục múc nước thì rụng rời chân tay khi phát hiện đó là thi thể của một đứa trẻ. Hoảng quá, ông vứt tọt dây gàu và hô làng hoán nước. Cũng mới chỉ vài giờ trước thôi, lãnh đạo xã cũng vừa phát đi thông báo tìm trẻ mất tích của một hộ gia đình trên địa bàn, liệu phải chăng chính là cháu bé? Ngay sau khi biết thứ mình vớt lên từ giếng nước là một thi thể trẻ em, ông Lê hoảng sợ bỏ chạy và báo lên chính quyền địa phương. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chính quyền địa phương nhanh chóng báo lên công an huyện. Ngay sau khi nhận được tin, công an huyện Kinh Môn và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng tiến hành điều tra. Tại hiện trường, sau khi vớt lên thi thể được xác định chính là cháu Nguyễn Sâm, là con trai của anh Tiến đã mất tích bí ẩn vào chiều cùng ngày. Cháu Sâm sinh năm 2004, thời điểm mất tích cháu mới chỉ 14 tháng tuổi. Ngay sau khi xuống hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, trên cơ thể cháu Sâm không phát hiện vết tác động của ngoại lực, nguyên nhân tử vong là do ngạt nước. Đã có nhận định đưa ra, rất có thể cậu bé ra khu vực giếng nước chơi và bị trượt chân rơi xuống. Bởi đã có không ít các vụ việc trẻ bị tai nạn rơi xuống giếng, nhất là vùng nông thôn. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, các trinh sát hình sự và điều tra viên đã phát hiện ra một số điểm bất thường, không có ở một tai nạn dưới nước. Cùng với đó là việc cháu bé mới 14 tháng tuổi và chưa biết đi, thậm chí mới chập chững biết bò. Trong khi đó khoảng cách từ nhà ra giếng khoảng 50 mét, với hơn 30 mét là đường đất và rãnh nước. Và với khả năng của một đứa trẻ mới 14 tháng tuổi, cháu bé không thể bò qua thành giếng cao gần nửa mét. Ngoài ra, theo tường trình của anh Tiến, tuy con trai còn nhỏ nhưng đã nhận biết được khá nhiều nên rất ít theo người lạ. Từ những nghi vấn này, kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định có dấu hiệu là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Giám đốc công an tỉnh ngay sau đó đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với công an huyện Kinh Môn triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phá án trong thời gian ngắn nhất. Câu hỏi được đặt ra, hung thủ là ai và vì sao lại ra tay sát hại một đứa trẻ vô tội? Bước đầu, cơ quan điều tra tập trung phá án theo hướng bé Sâm đã bị kẻ xấu hãm hại. Và hung thủ chắc chắn phải có mâu thuẫn với vợ chồng anh Tiến và chị Hương. Ban chuyên án gồm điều tra viên, trinh sát dày dặn kinh nghiệm của phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh phối hợp cùng công an huyện Kinh Môn đã khẩn trương tổ chức rà soát các manh mối, đối tượng nghi vấn ở quanh vùng. Tuy nhiên, thủ phạm vẫn là ẩn số. Không có nhân chứng nào nhìn thấy cháu Sâm đã ra khỏi nhà. Cha mẹ cháu bé làm nghề nông, ít tiếp xúc xã hội và cũng không có mối quan hệ gì phức tạp. Khả năng đối tượng từ tỉnh khác đến gây án cũng bị loại trừ. Ở một diễn biến khác, khi cơ quan nghiệp vụ điều tra về các mối quan hệ của vợ chồng anh Tiến, họ cũng không tìm ra được manh mối bởi vợ chồng anh chỉ đơn thuần làm ruộng. Lúc rảnh rỗi, thì anh chị tranh thủ buôn bán thêm hàng rau quả để kiếm thêm thu nhập nên không có mâu thuẫn với ai. Các đối tượng xung quanh hiện trường, kể cả những người thân trong gia đình, dựng chân dung nghi phạm và mời những người liên quan đến làm việc. Trong khi đó, hiện trường vụ án lại là một nơi vắng vẻ, không có nhân chứng trực tiếp nên công tác điều tra dần đi vào ngõ cụt. Tập trung ghi lời khai tất cả những người xung quanh khu vực xảy ra án mạng, cơ quan điều tra phát hiện người hàng xóm tên là Tùng sống một mình, thường say rượu, không nghề nghiệp ổn định và có hành vi bất thường. Anh Tiến cũng cung cấp rằng, trước đây có mâu thuẫn với người đàn ông này. Khi được mời làm việc, ngoài những lời khai bất nhất, lúc nhớ, lúc quên thì người đàn ông tên Tùng này không nhớ mình uống rượu và ngủ trong nhà từ lúc nào và cũng không ai chứng kiến việc này. Người đàn ông này cũng nhất mực khẳng định là mình không sát hại cháu bé. Vụ án tưởng như sắp đi vào ngõ cụt vì xảy ra ở nơi vắng vẻ, không có nhân chứng nên khó xác định được nghi phạm, thì có tin vui ở hiện trường báo về. Phân tích các dấu vết để lại hiện trường, các kỹ thuật viên kỹ thuật hình sự phát hiện có một dấu dép cỡ 36 đặc biệt đáng ngờ. Từ độ sâu của dấu dép, có thể xác định người mang dép cao khoảng 1,6m và nặng khoảng 50kg. Sàng lọc cho thấy các nhân chứng hay những người phát hiện vụ việc không ai có chiều cao,
cân nặng và cỡ dép tương ứng với hiện trường. Thu thập thêm một số dấu vết chân khác, kỹ thuật viên xác định rằng người mang dép là phụ nữ, khoảng trên dưới 30 tuổi và có dị tật gì đó ở chân nên dấu chân để lại ở hiện trường khác với người khỏe mạnh bình thường. Một tình tiết nữa cũng được các điều tra viên chú ý là nhà vợ chồng anh Tiến có cặp chó rất dữ, nhiều lần đã dọa cho hàng xóm chết khiếp, nên nếu giả sử có người lạ xuất hiện gây án thì chó đã sủa và sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng ở thời điểm gây án, lời khai của nhân chứng cho thấy không ai nghe thấy tiếng chó nhà anh Tiến sủa cả. Về cháu bé nạn nhân, qua lời kể của cha mẹ, thì điều tra viên cũng biết được rằng cháu Sâm khá khó tiếp cận, tức là không cho người lạ bế bao giờ và chỉ theo người quen. Nếu người lạ cố tình bế cháu sẽ khóc rất to. Từ những tình tiết này, cơ quan điều tra đã thu nhỏ vùng khoanh xác định tội phạm và khẳng định hung thủ chắc chắn là người quen và có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ cháu bé cũng như bản thân cháu bé. Theo phân công của ban chuyên án, một mũi trinh sát nhanh chóng tổ chức tiếp cận sâu hơn về phía gia đình bị hại. Cũng chính từ đây, trinh sát đã không bỏ qua một tình tiết lạ thu thập được xoay quanh các đầu mối nghi vấn. Đó chính là Nguyễn Thị Liên, em gái của anh Tiến. Lại càng lạ nữa, Liên là người đầu tiên thắc mắc với vợ chồng anh Tiến về việc bé Sâm mất tích. Khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, khi vợ chồng anh Tiến ở nhà, thì Liên bỗng xuất hiện và làm như bâng quơ hỏi cháu Sâm đi đâu. Trong khi đó, từ lúc anh đi làm về và ăn cơm trưa, cậu bé 1 tuổi vẫn tha thẩn quanh nhà. Nghĩ con chỉ quanh quẩn chơi trong sân nên vợ chồng anh Tiến đi nghỉ. Đặc biệt, thông tin trinh sát cho thấy, từ lúc dự đám tang cháu Sâm về thì Liên không thiết ăn uống và liên tục giật mình khi ai đó vô tình nhắc đến việc bé Sâm có thể bị sát hại. Ngoài ra, Liên bị dị tật thọt một chân, nên hàng ngày cách đi đứng của cô cũng khác với người bình thường. Từ định hướng này, tất cả mọi nghi vấn về đối tượng tình nghi được tập trung vào Nguyễn Thị Liên. Khi được mời về cơ quan công an làm việc, Liên kiên quyết không thừa nhận đã sát hại cháu Sâm. Ban đầu Liên trả lời quanh co, nhưng đã không giải thích được trọn vẹn khoảng thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ vào ngày 10 tháng 3, cô ta đã làm gì và ở đâu. Tuy nhiên, bằng những dấu vết tại hiện trường và phân tích những mâu thuẫn trong lời khai của Liên, sau 8 tiếng làm việc với cơ quan công an, sáng ngày 12 tháng 3 năm 2015, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và sự việc được sáng tỏ. Lý do khiến Liên ra tay sát hại chính người cháu ruột của mình chỉ đơn giản là vì tức chị dâu. Nguyễn Thị Liên là con út trong gia đình có 5 anh em. Liên chỉ học tới lớp 5 rồi bỏ ngang ở nhà làm ruộng. Lớn hơn một chút, Liên theo bạn theo bè xin vào làm việc tại một công ty xuất khẩu giày dép trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Khoảng gần 2 năm về trước, Liên quen một người đàn ông quê Hải Phòng hơn cô 6 tuổi. Chả hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà Liên đã mê anh ta như điếu đổ. Mặc dù phía gia đình Liên một mực ngăn cấm nhưng chị ta vẫn khăn gói theo anh ta về Hải Phòng để sinh sống. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng này cơm lành canh ngọt chả được bao lâu. Chỉ một thời gian ngắn sau, anh ta đưa cả gái về nhà. Nhưng vì quá say mê hắn ta nên Liên đã nói ngon ngọt với chồng để anh ta hồi tâm chuyển ý, nhưng không có kết quả gì. Cho dù tại thời điểm đó Liên đã có với anh ta một đứa con trai, không thể chung sống trong hoàn cảnh đó, Liên lại tay xách nách mang và cắp con về quê ở cùng với bố mẹ đẻ. Thương con gái tình duyên lận đận nên bố mẹ Liên buộc lòng phải cưu mang. Về nhà bố mẹ đẻ, Liên không có công ăn việc làm gì, chỉ suốt ngày ở nhà bế con và la cà buôn chuyện. Quãng thời gian này, Liên thường đến ngồi chơi rất lâu nhà vợ chồng anh trai. Bố mẹ anh Tiến đã tỏ ý không hài lòng, bởi cho rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc, cũng như sinh hoạt của con trai và con dâu. Góp ý mắng Liên không được nên bố mẹ anh Tiến đã quay ra mắng cả chị Hương. Bị trách vô cớ, chị Hương trách Liên về việc để gia đình mình bị liên lụy. Sự việc chỉ có vậy, nhưng nó đã hằn trong đầu Liên nên cô ta đã nghĩ đến việc trả thù hèn hạ chị dâu và anh trai. Khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 3, chỉ có Liên và cháu Thành, là con trai của Liên, ở nhà. Cháu Thành ngủ dậy và đòi đi vệ sinh. Sau khi cho con đi vệ sinh, Liên bế con vào giường cho con ngủ tiếp thì khó chịu vì có tiếng gõ cửa. Liên đi ra sân nhìn về phía nhà anh Tiến thì thấy cháu Sâm đang bò ở cách cửa nhà khoảng 5 mét. Lúc này, cháu Sâm cầm chiếc then cửa dài đang gõ vào một chiếc cốc màu xanh. Sau đó Liên đến gần chỗ cháu Sâm định đánh thì cháu lại bò vào trong nhà khiến cô ta vô cùng tức tối. Giận cháu Sâm phá giấc ngủ, lại sẵn có mâu thuẫn với chị Hương trước đó, nên Liên đã nảy ra ý định hết sức độc ác đó là giết cháu Sâm để trả thù. Lập tức người thiếu phụ tội lỗi đã bế con mình về nhà cha mẹ đẻ, cho con ngồi vào xe tập đi trẻ em và dùng dây buộc xe vào cột nhà. Sau đó, Liên đi bộ đến nhà anh Tiến thì cũng là lúc cháu Sâm bò ra ngoài cửa đến chỗ của Liên, cháu bé ngây thơ bò đến ôm chân Liên và đùa nghịch. Liên bế xốc cháu bé lên và dùng tay kéo then mở cổng, sau đó tiến thẳng đến giếng nhà ông Thành để thả cháu Sâm xuống giếng rồi đi về nhà.
Sau đó ả còn bế con đi chơi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Nhưng màn kịch vụng về của thị đã nhanh chóng bị cơ quan công an lật tẩy. Vụ án đã khép lại bằng mức án cao nhất cho hành vi tàn độc của thủ phạm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách bình luận ngay phía dưới video giúp mình nhé.